Liên quan vụ việc hai thanh niên đi xe máy lên đường Vành đai 2 trên cao, tạt đầu ô tô và hành hung người đi đường, ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập nhóm người này lên trụ sở, tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị Thúy Anh lái xe ô tô lưu thông trên Vành đai 2 trên cao, hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Sở. Khi đến đoạn khu đô thị Tham City thì bị hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29H147496 không đội mũ bảo hiểm liên tục tạt đầu. Không những vậy, hai thanh niên này còn điều khiển xe máy tạt đầu các phương tiện di chuyển cùng chiều, thậm chí dùng chân đạp vào xe, đấm vào kính hoặc điều khiển xe lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp. Khi một xe ô tô 4 chỗ vượt lên, nhóm này đã chửi bới, chặn xe và hành hung tài xế. Nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và đội cảnh sát hình sự công an quận Hai Bà Trưng triệu tập nhóm đối tượng để xác minh. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4, ngoài đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.